Lễ phát động ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vừa được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội. Buổi lễ có ý nghĩa rất quan trọng, là cái dịp để chúng tôi trình bày, mọi người có thể hiểu rõ hơn về mục tiêu, ý nghĩa và phương hướng thực hiện đề án trong thời gian tới. Và qua đó thì cũng thực sự là một cái dịp quan trọng để phát ra một lời kêu gọi tới tất cả các chủ thể trong và ngoài nước sẽ có những cái sáng kiến, những hoạt động hưởng ứng đề án tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng Việt Nam nước ngoài. Theo tôi thì ý nghĩa của ngày 8 tháng 9 là sẽ mang đến cái việc là làm cho bản thân người Việt ở nước ngoài cảm thấy thêm tự hào về nguồn gốc của mình, thêm tự tin vào bản thân của mình, thêm cảm thấy yêu thương tiếng Việt, tạo thêm cái động lực dạy cho người giáo viên và tạo thêm cái động lực học cho học sinh. Ủy ban này dự kiến tổ chức các hoạt động tìm kiếm và phong tặng danh hiệu sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023, biểu diễn nghệ thuật trực tiếp kết hợp trực tuyến tiếng Việt thân thương và xây dựng tủ sách tiếng Việt nhằm trang bị cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài một số bộ sách giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.